Hai, mọi người thấy gì đây không? Đấy, một con ong đấy. Đây, một con ong đây. Một con ong này nó đang say sưa hút mật nhá. Ong này này, đó, nó đang say sưa. Hai, bên dưới hai cái chân nó có màu vàng, mọi người thấy không? Đó, đó là những phấn hoa. Và tụi nó thì đang say sưa hút mật. Đó, hút mật xong rồi tụi nó sẽ bám đầu xuống đây. Mình có thể là rút cái phấn này này. Đấy, xong mình thả vào đây. Đây, coi như là mình đã thu phấn cho cây ngô. Đó, những cái lông ngô rất đẹp đúng không? Tươi này chứ. Để sáng sớm nó đang còn ướt. Và đây, đây là những cái ngô đã trổ cơ. À, cơ nó, đây là những cái hạt phấn này. Nó chứa đựng những cái hạt phấn này. Mình lấy những cái này, mình bỏ vào những cái cây bắp. Coi như là mình thụ phấn cho nó. Đây, những cái này là thụ phấn được. Đây là những cây hoa xiển chi. Và buổi sáng sớm thì có những con bướm nó bay đi. À, có rất nhiều con bò này. Đấy, trong vườn có rất nhiều con nhé. Kiến này, nào là kiến này. Đây, những cái đây là con cỏ măn trâu. Đó, đây con bông hoa xiển chi này. Hoa xiển chi màu trắng và màu vàng. Những cái bắp. Những cái cây rong ngô này hồi xưa mình hay lấy chơi lắm. Cứ vuốt như thế này này. Xong đi là mình sẽ tết nó lại. Như tết tóc ấy. Tết tóc em bé. Đây là những con búp bê. Hồi đó mình tết như thế này. Đó, tết nó lại như thế này. Và vẽ mắt vẽ đôi cho búp bê. Rồi cuốn tóc lên cho búp bê như thế này. Nhưng bây giờ thì mình không làm như vậy nữa. Để tuổi thơ rồi. Đây, đây là một con bò này này. Nó ăn những cái bông hoa này này. Và những cái con này thì không nên sống. Con này thật đáng ghét. Có rất nhiều. Vườn có rất nhiều con bò này. Và những con bò này thì không biết làm gì. Nên mình kiểu bán người chết nhưng mà bán con nào thì hoa rồng bông con đó. Đây là một bông hoa đậu. Đó.